thì chúng ta sẽ giải thích từng cái một. Thí dụ như trong trường hợp cơ thể nó bị thiếu oxy do cái thói quen thở không tốt, hoặc là chính cái CO2 nó ứ động trong cơ thể chúng ta nhiều quá, hoặc là chúng ta bị cái bao tử nó trướng lên, nó ép cái phổi làm cho cái phổi không giãn nở tốt, chúng ta trao đổi oxy không tốt, thì từ đó nó sẽ làm cho cái nồng độ CO2 trong máu sẽ tăng lên. Mà giống như hồi nãy chúng ta vừa nói, nồng độ CO2 trong máu tăng lên thì nó co mạch nó sẽ tăng huyết áp. Cái thứ hai, nồng độ oxy trong máu nó tăng lên thì nó sẽ dẫn tới chuyện gì? Nó sẽ dẫn tới nhịp tim nó sẽ bị kích thích để bù đắp đủ cái lượng oxy. Từ đó nhịp tim tăng thì huyết áp nó sẽ tăng. Hai cơ chế rất quan trọng nhất. Thành ra trong cái việc mà điều trị cái bao tử đó, tại sao bác sĩ lại yêu cầu quý vị phải tập thở? Lý do là trong cái bệnh bao tử nó luôn luôn nó có cái tình trạng dư CO2 quý vị, và cơ thể chúng ta đang chuyển hóa theo kiểu toan chuyển hóa hoặc là toan hô hấp, cả hai tình trạng đó. Do đó chúng ta sẽ dùng cái phương pháp cuối cùng là gì? Chúng ta sẽ kiềm hô hấp và kiềm chuyển hóa để giải quyết vấn đề bao tử. Nhưng mà chính hai phương pháp đó cũng là hai cái cách để mà chúng ta có thể điều hòa cái huyết áp lại, điều hòa nhịp tim lại. Và trong tất cả các phương pháp điều trị cao huyết áp thì điều hòa huyết áp bằng hơi thở là nhanh nhất